Mến chào các bạn, hôm nay mình chỉ các bạn làm cái nút nè để đính cho chiếc áo bà ba nè. Mình vừa cắt vừa may và mình sẽ làm cái nút bằng vải của cái áo này luôn để hoàn thiện một chiếc áo không cần phải mua nút. Rồi bận áo bà ba đi vườn hái rau cùng mình luôn nha các bạn. Làm khuy bằng máy may luôn. Bây giờ mình sẽ lấy cái dấu khuy, thì cái áo bà ba nó sẽ hơi ôm nên các bạn sẽ lấy 6 cái khuy, mỗi khuy cách khoảng của mình là 4 phân. Xong rồi mình sẽ cắt thêm mấy sợi vải xéo nè để mình làm nút á. Chỉ làm cái nút thôi chứ không cần làm cái dây khuy nha các bạn. Đó, mình sẽ đạp cái đường chân vịt nhỏ mấy cộng vải xéo. Rồi mình sẽ may cái khuy áo bà ba. Các bạn may là đường may các bạn đạp lên 3 lần, lên xuống 3 lần. Và khi lợi mối như thế này thì các bạn lợi mối 2 mối chỉ thôi cho nó chắc. Xong rồi các bạn quay ngược lại để mình làm theo hình cái khuy á, bằng với cái nút tàu mình thắt. Nhớ là đi qua mũi kim ngang là 2 mũi thôi, còn dọc xuống thì các bạn đi lên đi xuống 3 lần là nó sẽ được cái khuy rất là chắc chắn luôn. Nếu bạn nào không có cái máy làm khuy thì mình hướng dẫn cái cách làm khuy này rất là dễ. Xong rồi các bạn sẽ rọc khuy ra như thế này nè, và các bạn dùng cái quẹt hơn, đây lửa, cái bật lửa hơn, thì mình sẽ được cái khuy rất là chắc chắn, không cần đi ra tiệm làm luôn. Đây, 1 khuy, 2 khuy, 3 khuy, 4 khuy, 5 khuy, 6 khuy đã hoàn chỉnh. Bây giờ mình sẽ thắt cái nút tàu nha. Đầu tiên mình sẽ cắt nó xéo nè, các bạn thấy không? Mình cắt cái độ nó xéo như thế này nè. Rồi mình xỏ chi tư. Xong rồi mình buộc lại cho nó chắc, buộc 2 lần cho nó chắc để mình lộn cái dây làm cái nút này nè. Nó không bị đứt chỉ giữa chừng khi mình lộn. Và mình đưa ngược cái đầu chỗ kim xóa chỉ xuống và mình luồn luồn hết cái cọng vải xéo này. Đó. Sau khi luồn xong thì các bạn sẽ lộn lộn ngay cái đầu này, thì các bạn lộn từ từ. Và khi nó được qua được rồi thì các bạn sẽ đi dần lên. Bạn kéo từ từ dần lên. Đây. Bạn lấy cái sợi dây bạn kéo như thế này nè, thì nó lộn nó sẽ không bị đứt cái dây nút giữa chừng. Mình chừa đường vải nhiều thì khi lộn cái dây nó ra nó sẽ rất là chắc. Sợi dây nút của các bạn nó tròn làm nó sẽ rất là chắc. Đây. Mình sẽ lộn 3 sợi để mình thắt 6 cái nút. Và mình thắt đưa vào bàn tay nè. Mình quấn ngón tay trỏ qua ngón tay cái rồi mình lật ngược nó xuống như thế này nè. Đó, các bạn nhìn, mình sẽ làm rất là kỹ cho các bạn xem. Xong các bạn lấy cái dây đi luồn xuống cái dây này nè. Và luồn giữa để nó được một cái hình thoi ở giữa nè. Đây, chéo ngang ở giữa một là một hình thoi á các bạn. Đây. Xong các bạn để ra như là một chiếc nhẫn vậy đó. Rồi các bạn sẽ quấn nó theo chiều nè. Và mình đưa cái sợi dây này luồn xuống cái hình thoi. Bên này cũng theo cái vòng chiều nó luôn. Đưa xuống hình thoi. Nắm hai sợi dây như thế này, các bạn rút lên là được cái nút nó ban đầu. Xong rồi mình sẽ chỉnh nó cho nó chặt và nó tròn cái nút. Cho nó thật tròn và chắc. Nên các bạn sẽ chịu khó lần lần từng cái mối như thế này nè, cho nó thật chắc đi. Nếu mà các bạn không có móng tay thì các bạn dùng cái vít á, còn gọi là cái đục kẹp á các bạn. Kẹp mà để mình xỏ chỉ cái máy vắt sổ á, các bạn lấy cái đồ kẹp đó cũng được nữa. Xong rồi các bạn sẽ lấy một cái sợi dây. Đây. Lần theo cái mối của nó
để mình kéo cái dây nó lên. Cái dây này thì mình không cần dài nên mình sẽ kéo nó rất là ngắn. Rồi mình bắt đầu mình sẽ đi lần. Mình lần theo cái dấu nè các bạn, đó. Cái dây mình lần từ từ là nó sẽ tự động nó xuống hết à. Các bạn siết thật là siết thì cái nút các bạn nó sẽ rất là cứng. Mình kéo hết ra đến khi nó còn lại như thế này nè. Mình sẽ lấy cái sợi dây bên thế này, bắt đầu mình lần đi xuống. Đó, nó có cái chiều lần xéo xuống đó các bạn thấy không? Cái mối nối đó, cái đường xéo đó các bạn sẽ rút nó xuống như thế này nè, để nó mất cái sợi dây này và nó làm thành cái nhụy nút. Đó, các bạn rút nó từ từ xuống, nó sẽ xuống hết. Và nhớ là chừa nó lên cao một tí thì nó đẹp, để thấy cái nhụy nó tròn, nó đẹp hơn. Ngay giữa tâm điểm cái nút á. Rồi mình lại tiếp tục mình lần theo cái dấu mối. Mình rút hết cái sợi dây này đi xuống để hoàn thành cái nút. Các bạn cứ là xoay vòng như thế này nè. Các bạn sẽ lần nó rất là dễ. Nhiều bạn là làm thì sợ là không có rút được cái dây này nè. Các bạn cứ lần lần theo là tự động. Nó theo cái chiều á. Các bạn lần rút hết được thì tất nhiên là còn sợi dây này các bạn sẽ rút nó xuống nè. Cuối cùng các bạn lần hết được là bạn rút cái sợi dây cuối cùng nè. Ở dưới. Đó, nó đã hoàn thành một cái nút nè. Tròn nhỏ. Nút đính này nó rất là chắc luôn các bạn. Xong rồi các bạn lấy cây kéo, các bạn cắt nó chỉ còn lại chừng 2 hoặc 3 ly để mình đính vô cái áo bà ba nó dễ. Và sợ tưa thì các bạn hơ lửa bằng cái quạt nè. Mình hơ cái nút như thế này nó không có bị tưa. Đó, xong rồi mình sẽ làm thêm 5 cái nữa. Đây, 6 cái nút mình đã làm hoàn thành xong. Và các bạn chỉ việc là đính nó vào. Thì mình sẽ làm và lấy dấu nút nó ở trên cái yếm tâm áo bà ba. Các bạn lấy ăn gian qua vài ly để khi bận cái áo nó sẽ khít. Rồi mình xỏ kim chỉ tư, mình sẽ đính ngay cái đây nè, hồi nãy mình hơ lửa cho nó chắc á, bắt đầu mình đính cái nút nó sẽ rất là dễ dàng và rất là dễ đính luôn. Xỏ chỉ tư nha các bạn. Mùa này dịch rồi, mình tự ở nhà mình học may và tự mình làm nút, mình làm khuy bằng máy may luôn. Còn không bạn nào khéo thì làm khuy bằng tay. Mình cũng có hướng dẫn các bạn cách làm khuy bằng tay. Với cách đó thì nó hơi lâu, còn với cái cách mai như máy mai bằng khuy mãi á, thì nó rất là nhanh luôn nha các bạn. Cái phi áo nó cũng rất là chắc chắn. Nà, sẽ đính vài lần, 3 hoặc 4 lần cho cái cúc áo này nó rất là chắc. Xong rồi mình sẽ rút nó lại. Và mình tiếp tục đính 5 cái nút còn lại. Đây mình cài thử cho các bạn xem. Nó rất là dễ luôn nè. Đó. Rồi mình tiếp tục mình đính những cái nút còn lại nè. Mình làm cái nút vải như vậy bận chiếc áo nó nhìn nó nổi. Nhưng mà nó rất là lâu thời gian nha các bạn. Xong hết rồi nè. Sẽ cài cái áo lại cho hoàn chỉnh cái áo luôn. Đây. Không cần may một chiếc áo thì các bạn sẽ không cần phải đi mua nút. Tự làm bằng vải xéo luôn. Chiếc nút này nó rất là cứng chặt nha các bạn. Nên mình cài nó cũng rất là dễ chứ nó không có khó. Và trong cái áo nó cũng rất là đẹp luôn, nó cùng tông với cái màu vải luôn. Đây là cái nút cuối cùng mình đính ra luôn nè. Đó, 6 cái nút. Xong hoàn thiện một chiếc áo bà ba.
đến nút bằng vải của nó luôn. Rồi mình xin cảm ơn các bạn đã xem và đăng ký kênh Nhà Mai Cát Đằng để học may thêu vẽ miễn phí cùng mình. Xin chúc cả nhà được an lành, hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc sống. Tạm biệt cả nhà.